Xin chào, chào mừng quý vị đã đến với chương trình UMC Podcast. Và chương trình như thường lệ sẽ được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối thứ 2, 4, 6 trên fanpage, YouTube, website và Zalo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, thì tại fanpage Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền thông đã tổ chức một cuộc thi viết kêu gọi tất cả các thành viên của bệnh viện sẽ cùng viết những lời tri ân, những dòng cảm xúc, những câu chuyện ý nghĩa của quý vị về những nỗ lực tận hiến cho người bệnh và cộng đồng. Để qua những câu chuyện đó thì những lời động viên ấy sẽ đến được với những người làm y, cũng như là chúng ta sẽ truyền được cảm hứng cho những thế hệ tiếp nối sẽ cùng bồi đắp văn hóa tương thân tương ái của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong thời gian này thì chúng tôi cũng đã nhận được bài viết của bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Bảo Khánh với tiêu đề Văn hóa UMC khẳng định vị trí và sự khác biệt. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Khuê xin phép được chia sẻ bài viết này đến quý vị nhé. Bệnh viện Đại học Y Dược ngày nay đã là một địa chỉ tin cậy của người bệnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, một cơ sở đào tạo hàng lâm chuẩn mực cho các học viên y khoa trong và ngoài nước. 27 năm qua, từ một phòng khám đa khoa có giường lưu, nay đã trở thành một mô hình kết hợp trường viện đầu tiên tại Việt Nam, một bệnh viện hiện đại mang tầm khu vực. Trải qua chặng đường 27 năm, nhiều thế hệ thầy trò đã đồng lòng chung sức xây dựng, phát triển UMC trở thành bệnh viện đại học kiểu mẫu của ngành y tế với hệ thống đa khoa hoàn chỉnh. Phối hợp đa mô thức trong điều trị, nghiên cứu những đề tài khoa học tầm cỡ, đào tạo thực hành y khoa cho nhiều học viên trong nước, quốc tế và ứng dụng công nghệ quản trị bệnh viện hiện đại. Điều gì đã tạo nên sức mạnh thần kỳ đó? Có thể kể ra rất nhiều nguyên nhân như cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt, có nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách quản trị chuyên nghiệp, hiện đại, v.v. Nhưng theo tôi, nền tảng chính là hệ thống tổ chức và nhân sự, là nề nếp chuẩn mực trong các mối quan hệ giao tiếp, ứng xử giữa thầy thuốc, nhân viên y tế, người lao động làm trong bệnh viện, với người bệnh, người nhà người bệnh, và ngay cả trong giao tiếp ứng xử nội bộ với nhau. Tại UMC, sự thân thiện, tử tế đã trở thành nề nếp văn hóa. Tôi nhớ ngay trong những ngày đầu tiên thành lập phòng khám, và sau này khi đã trở thành bệnh viện, yêu cầu về giao tiếp ứng xử tốt đã được giáo sư Nguyễn Đình Hối rất quan tâm, nhắc nhở, và chính thầy cũng là một biểu tượng mẫu mực cho chúng tôi noi theo. Thầy dặn, cứ làm thật tốt mọi việc, hữu xà tại thiên hương. Lãnh đạo khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh báo cáo số lượng người bệnh xét nghiệm, làm MRI, CT tăng dần hàng tháng. Thầy bảo, có người bệnh tăng là tốt, nhưng điều tôi quan tâm hơn là việc chỉ định xét nghiệm có đúng không. Các bác sĩ phải cân nhắc kỹ khi cho xét nghiệm, không để người bệnh tốn kém thêm. Vâng, thế hệ hậu sinh chúng tôi đã được sống, học tập và làm việc trong một môi trường hàn lâm, nhân văn, được kế thừa tinh hoa, chuẩn mực y đức và học thuật của những người thầy như thế, thật là một điều may mắn. Năm 2020, bệnh viện có hơn 3.500 cán bộ, viên chức và người lao động làm việc. Mỗi người đều được ban giám đốc quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển chuyên môn hay các kỹ thuật cần thiết khác để mọi thành viên cùng hướng về mục tiêu chung, thực hiện giá trị cốt lõi, tiên phong, thấu hiểu, chuẩn mực, an toàn. Từng bước xây dựng văn hóa Bệnh viện Đại học Y Dược để khẳng định vị trí và sự khác biệt, đưa bệnh viện trở thành bệnh viện hàng đầu Việt Nam và đạt chuẩn quốc tế. Năm Canh Tý 2020 vừa khép lại, một năm mà đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành. Khó khăn nối tiếp khó khăn, nhưng UMC tự hào vẫn giữ vững chất lượng chuyên môn, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu 2020 của bệnh viện. Nhân ngày đầu năm mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện, viết thư cho cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có đoạn: dù làm gì đi nữa, chúng ta phải ưu tiên bảo đảm UMC là nơi an toàn trước dịch bệnh và mọi người bệnh luôn được chăm sóc, chữa trị với chuẩn mực cao nhất. Dù làm gì đi nữa, mọi thành viên của bệnh viện phải luôn được bảo vệ an toàn để bảo đảm công việc và cuộc sống. Một mục tiêu mà ban giám đốc sẽ ưu tiên thực hiện đó là xây dựng tốt chính sách đãi ngộ,
Trong đó, mọi người được quan tâm về điều kiện làm việc, có cơ hội được đào tạo, thăng tiến và cải thiện thu nhập. Để thực hiện được điều này, một trong những điểm mấu chốt là xây dựng thành công văn hóa bệnh viện, tạo ra một môi trường làm việc nhân văn, tương thân, tương ái. Con thuyền UMC sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức. Tôi đã đọc đi đọc lại lá thư, thấy trong lòng mình ấm lên bao niềm cảm phục về cái tâm, cái tình của anh đối với công việc chung và từng mỗi con người. Vâng, thưa các bạn, thông điệp đầu năm giám đốc đã chỉ rõ, muốn UMC phát triển bền vững thì phải coi xây dựng văn hóa bệnh viện là mấu chốt, là gốc rễ, là nền tảng căn cơ nhất để phát triển. Văn hóa bệnh viện là chất lượng phục vụ, là cách hành xử của nhân viên y tế được chuẩn mực. Các chuẩn mực sẽ trở thành giá trị tạo nên niềm tin, truyền thống. Văn hóa UMC được hình thành, duy trì khi mọi thành viên chủ động đóng góp, thực hiện và gắn kết với nhau, tạo thành nền tảng chung để khẳng định vị trí đẳng cấp và sự khác biệt của bệnh viện chúng ta. Đó cũng chính là văn hóa UMC, y hiệu UMC. Hiện nay, tôi và nhiều thầy, cô cao tuổi khác đã nghỉ hưu, nhưng tất cả đều cảm thấy thật sự tự hào, hạnh phúc vì chúng tôi đã từng là một thành viên. Vì ngay tại UMC, ngôi nhà thân yêu này, chúng tôi đã có những năm tháng vui sống, cống hiến, phát triển bản thân, được ban giám đốc chăm lo và được thụ hưởng thành quả lao động của mình một cách xứng đáng. Lá thư đầu năm đầy tâm huyết của bác sĩ giám đốc là một thông điệp ấm áp tình người, cũng là định hướng để UMC xây dựng văn hóa bệnh viện, khẳng định vị trí đẳng cấp và sự khác biệt. Với những nhà lãnh đạo tâm, tài như thế, với đội ngũ cán bộ nhân viên đều chung sức, đồng lòng như thế, chắc chắn UMC sẽ bước lên những đỉnh cao mới. Chúng tôi biết ơn và yêu quý UMC. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Bảo Khánh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, vừa rồi Minh Khuê vừa chia sẻ bài viết Văn hóa UMC khẳng định vị trí và sự khác biệt của bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Bảo Khánh viết và đã được đăng tải trên fanpage Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, và trung tâm truyền thông vẫn mong muốn nhận được những lá thư, những tâm tình của quý vị về những nỗ lực tận hiến cho người bệnh và cộng đồng. Và thời gian của cuộc thi viết sẽ từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 2 năm 2021. Vì thế nên quý vị hãy nhanh tay gửi những lá thư, những tâm tư của mình đến cho chúng tôi nhé. Và chúng tôi sẽ nhận những bài viết của quý vị qua hộp thư email của trung tâm truyền thông marketing@umc.edu.vn. Dạ vâng, và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.